Yo, what's up? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì tớ là Sĩ Kẹo đây. Cái này là phòng ở mới của tớ. Tớ mới qua cái chỗ này từ tối qua. Chung là đồ đạc từ chỗ gì cả. Ok. Mai ra video đều cho anh em nhá. Let's go. Hôm nay test cây Ska xuống mới đây. Giọt nước mắt của em không ngày rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì anh. Nếu anh có nghe những lời em đã nói thì anh ơi nhớ đến em luôn nhé. Nếu bạn có nhu cầu mua app, hãy đến với sopsikeo.vn. Sop app Free Fire giá rẻ uy tín, hiện tại đang giảm giá 50% tất cả các vòng quay. Và đặc biệt là tỷ lệ mà anh em nổ hũ trúng 19.000 kim cương còn dễ hơn anh em kiếm người yêu trong mùa đông này. Hãy đến với sopsikeo.vn. Đi về, mai đi chơi. Thế đi về, mưa to thế này chơi bời làm cái gì, đi về. Mai đi chơi. Quẩy lên đi anh em ơi, quẩy lên nào. Nào, quẩy lên, ui, chạy. Chạy này, hello, xin chào mọi người. Thì tớ là Sĩ Kẹo đây. Ui dồi, hôm nay gặp mấy thanh niên này chán chê quá nhờ. Ui dồi, một mạng đầu tiên hết sức là đơn giản luôn. Cơ bản thì ngày hôm nay tớ sẽ test cái cây súng Ska mới. Tớ quên mẹ tên cây súng Ska mới, tớ không nhớ nữa. Thì lát nữa sẽ show cho anh em xem. Ska gì ấy, tớ không nhớ thật anh em ạ. Hiện tại thì tớ mới mở full cấp level 7 cây Ska đó luôn. Lát nữa thì mình sẽ test cho anh em xem là ví dụ kiểu có Ska như thế nó sẽ mạnh như thế nào nhá. Nhưng mà thằng nào ở dưới kia, ui vỡ tay anh em ạ. Ui thanh niên kiểu chưa gì đã vỡ đầu rồi, chán quá. Tưởng thế nào cơ. Được rồi anh em, hiện tại tớ đang kiểu hơi bị ốm một xíu nên mọi người thông cảm nhá. Tức là nếu như các bạn thấy video của tớ hay, đừng quên để lại cho Sĩ Kẹo một lần like cũng như là đăng ký kênh nhá. Thank you anh em rất nhiều. Tình hình là tớ mới chuyển chỗ ở nên là cái phòng ở nó hơi bị rách nát một tí thì anh em thông cảm. Ôi từ tớ fix anh em, nghèo khổ lắm đây. Thề với anh em luôn. Nhưng mà cái quan trọng là tinh thần lạc quan cơ mà. Mặc dù có ít view nhưng mà anh em xem thì tớ rất là cảm ơn anh em và ủng hộ anh em. À quên, anh em ủng hộ tớ là tớ vui rồi. Giọng này lú quá anh em. Yeah, và hiện tại thì mình đang ở ngay trên xưởng cơ khí đây. Để xem nào. Wow, chưa thấy ai cả. Dọa anh em tí thôi, chứ bây giờ đã thấy ai đâu. Giọng tớ nó hơi... Ui, giọng tớ nó hơi ngạt mũi một tí. Yeah, 3 kill. Cái này là tớ mới tập bắn FPD không tâm thôi anh em ơi. Chứ tí nữa tớ mà bắn Ska thì thôi anh em. Chắc là anh em phải bái phục tớ luôn. Ui ôi, cái kiểu mà có skin cây Ska mới nha, leo top server easy luôn anh em ạ. Ui, mấy cái loại kiểu danh thách đấu anh em là leo phát một luôn. Tớ thề với anh em, tớ không là điều ấy. được chưa? Nhưng mà từ anh em lên trên. Bây giờ chúng ta sẽ qua khu dân cư nhá. Mà anh em thấy tớ có bình luận nhanh không? Bình luận từ từ thôi, anh em lại bảo là ui anh Sĩ ơi, anh bình luận nhanh quá thôi. Yeah, ok. Được rồi nhá. Wow, Ska mới. Yeah, ví bồng. Ui, Ska kiểu đỏ lừ như này, điện giật sấm chớp các kiểu. Ui, cá mập. Cây này là cây Ska cá mập đỏ. Còn ngày trước là AK rồng xanh. Úi dồi ôi, chuẩn bài Ska cá mập đỏ nhá. Anh em thấy chưa? Ui ôi, cái này mở nhạc sàn leo danh thì thôi rồi luôn anh em. Tớ không đùa với anh em đâu. Ở bên kia có người, có thằng nào kia. Ê, từ tớ qua ngay anh em không có vội nha. Hiện tại thì mình để độ nhạy full 100% luôn anh em, mình kéo đầu cho nó dễ. Ui, cái tỷ lệ độ nhạy này thì anh em mà không kéo vỡ đầu là anh em kém. Yeah, đúng rồi. Có mấy bố ở ngay trước mặt này, mấy bố làm gì ấy. Ui, mấy anh em lại bắn nhau tớ sợ quá. Thôi, cứ bình tĩnh nào, thề luôn đấy. Ê các bạn cứ bình tĩnh nhá. Ui, cái hòm sắt, tớ tưởng người. Ui, tớ tưởng người anh em, tớ thề với anh em, tưởng người. Đi rồi. Ui, sao, vỡ đầu chưa, sao, cho bố mày cái địa chỉ. Yeah. Ê, 4 kill rồi cả, ngon lành canh đào luôn. Ui, ôi. Ui, anh ơi, anh làm gì đấy, anh ơi, bình tĩnh nhá. Ui, cẩn thận vỡ đầu anh ấy. Ui, nó vẫn đang ở cái nhà kia. Ok. Mọi người chờ tớ xíu nhá. Wow, hành trình, nói chung là hành trình leo top server hơi bị khó nhá.
nãy tớ xạo chó với anh em thôi. Nhưng mà đấy, test cây SK mới thì anh em thấy mạnh không ạ? Bắn rất dễ lên đầu luôn, đang đỏ lên anh em, bắn cực kỳ là sướng luôn, bắn không sướng không lấy tiền luôn ạ. Giỡn với anh em chứ tớ quay cái cây súng này hết 2,5 triệu anh em ạ. Ui chát bái luôn, nhưng mà bắn nó sướng mà. Thề luôn, bắn nó sướng. Bắn sướng VL luôn. Yeah, đúng rồi. Không biết là có thằng nào tính ra chơi với tớ không chứ gặp cây SK này là thôi, thôi. Các bạn tránh xa tớ ra chứ đừng có tìm tớ làm gì mất công không biết nữa cơ. Dạ. Bên này có ai không nhờ? Từ từ để xem nào anh em nào. Tớ tìm cơ nào. Chứ bây giờ là chẳng thấy ai cả. Ôi các bạn đã đi chỗ nào? Ôi đưa nhau đi chỗ nào? Đừng có làm như thế, người ta có làm gì đâu. Dạ. Có đây cái nhá. Wow, và sự comeback cực mạnh của sự kẹo dạo này thì nó thật là... Đây tớ chơi 2 ngón, 3 ngón, 4 ngón tớ đều chơi ok cả mà. Là họ gì, 5 ngón tớ còn chơi được, có khi cả mười mấy ngón còn chơi được xạo thôi anh em. Mười mấy ngón còn chơi cả tay lẫn cả chân à? Ai lại chơi như thế bao giờ? Ui. Ê, mà còn có mỗi 17 đứa. Ôi, tại sao các bạn lại kill nhau nhanh như thế? Tớ đã kịp làm gì đâu. Thế tớ chết làm cả. Ui, thằng nào vừa bắn nổ UAV ạ? À, hay quá nhá, khá quá nhá. Ui, vậy là có người gần đây nhá. Wow. Đúng rồi. Hôm nay đặc biệt là mở cho anh em nghe mấy cái track nhạc của Vanh Lét Remix. Đấy, comeback idol tớ. Tớ nghe nhạc của Sơn Tùng này đấy. Nghe nhạc của Vanh Lét này. Nói chung là mấy anh em là mở mấy cái nhạc này nghe phê leo danh thì thôi rồi luôn. Ê. Người đâu? Kìa, đừng có trốn nhá, đừng có trốn tớ nhá. Nhưng mà từ từ, để tớ coi đảo. Yeah. Ui, bây giờ chạy ra hẳn thung lũng rồi này. À, riêng tớ sở thích của tớ là chơi solo đây anh em. Cứ chơi solo một trận mười mấy kill thế là ok. Chơi team 4 là tớ chơi hơi kém. Cơ bản team 4 là phụ thuộc đồng đội rất nhiều. Mà tớ là toàn kiểu thanh niên chơi ngáo ngáo không à. Tớ ngáo lắm anh em, chơi team 4 thì toàn gãy. Toàn là video solo cho anh em coi. Yeah. Mày đùa chứ anh em, chơi team 4 nhất là ui. Bảo rồi vỡ đầu. Nhất là chơi với crush rất là áp lực luôn. Ui kìa, một phát đỏ rồi. Oh my god, tớ tính bắn thằng này headshot nhưng mà nó ở xa quá anh em ơi. Ska bây giờ tớ có mỗi ông ngắm hãy kìa, nó ở xa quá. Nên là cũng hơi khó chơi. Bảo rồi anh em ạ. Khó chơi đấy. Ê mà ở dưới còn thanh niên nào không vậy? Yeah, hiện tại thì mình qua cái tháp đồng hồ đây. Qua tháp đồng hồ không biết là có kiếm được thêm bạn nào nữa hay không, chứ kiếm được thêm thì ngon nhá. Yeah, combo đây, vẫn là combo cây súng Ska này. Với lại thì có MP10. Ui, anh ê kìa. Mà quan trọng là tớ bắn ống ngắm ít mà. Toàn có cầm là vứt vỡ đầu luôn. Chứ cần gì ống ngắm đúng không? Cứ sợ bắn không tâm mà lại vứt lên nhẹ cái vỡ đầu. Ui, rất nhiều bông keo luôn. Quả này ngon nhờ. Rất nhiều bông keo. Wow, lại gặp quả thanh niên shipper bông keo đây. Ui, ngon thôi rồi, phê thôi rồi. Nghe bạo phê quên hết lối về. Yeah. Tớ vẫn đang còn ốm nhưng mà bây giờ kiểu đỡ ốm hơn rồi. Dạ, yeah. UAV đấy. Thế bây giờ lại quay trở lại xưởng cơ khí ạ. Công nhận nick tớ nghèo mà anh em ấy. Các bạn bây giờ, các bạn sinh ra ở vạch đích. Các bạn sinh ra có của ăn của để rồi nhưng mà... Ê, ui. UAV nó có hiệu ứng mới nhưng mà... Thằng này, tớ xử lý thằng này cái đã. Vứt thế không có đầu á. Sai. Vô lý và không thuyết phục. Ê kìa, nào, đâu? Nào đừng trốn, đỡ kìa. Đừng có trốn nhá. Ê, đứng bạn ơi, này. Ui, vỡ đầu, yeah. Baby real, yeah. Wow. Được VL luôn. 8 kill rồi. Nào, theo chân tớ nha mọi người ơi. Thế nào, 8 kill rồi, ngon quá nhờ. Khá quá nhờ. Yeah. Được rồi đấy, còn lại có 8 đứa thôi à, không có vội chi hết đâu anh em. 8 đứa ơi, chúng ta không việc gì phải vội cả. Nào, những người anh em. Nhưng mà từ từ tớ phải đi kiếm địch đã anh em ạ. Lâu nay tớ vẫn ế, nên là tớ chỉ có ngồi tớ chép miệng. Đấy, kiểu liếm môi cho nó đỡ khô môi. Trước tầm này nói thật với anh em là anh em có người yêu là anh em được hôn môi rồi, tớ chỉ liếm môi cho đỡ khô môi đó. Những đôi môi khô nứt nẻ là những đôi môi không có nụ hôn này. Tớ tính kiểu như là bắn vỡ đầu thằng kia nhưng mà hơi fail. Pha này hơi lỗi tí. Lỗi tớ, sorry anh em. Tình hình là bo đã thu lại khá là nhỏ rồi. Và đánh giá một chút đi. Ui, cây Ska rồng đỏ. Cái gì nhỉ? Ska cái gì nhỉ?
Không phải, cá cá mập đỏ này. Ui yeah, lên bảng. Cứ kiểu nghe rồng đỏ tớ lại nghĩ nước uống rồng đỏ cho anh em. Wow, nói chung là ngon mà lem mà lem mà lem, nhưng mà đây là ska cá mập đỏ, không biết là bao giờ có nước uống cá mập đỏ nhỉ. Ui, cái này là ska rồng đỏ nào. À quên, ska cá mập đỏ, tớ cứ nhầm thôi anh em, không hiểu sao kiểu vui tính thế, kiểu toàn nhầm. Hỏng nhé. Yeah. Ba đứa có ba đứa. Ê cái gì đấy, ở mãi xa kia là bạn tớ. À có phải không phải cái thùng đen đen kia đâu, cái đen đen kia là cái thùng dầu, không phải người. Ui chỗ nào ấy đây ạ. À thế ạ. À ui tớ chỉ giả vờ thôi anh em ơi, giả vờ để kiểu như là nó tưởng tớ bị ngáo, nhưng mà tớ ngồi xuống đây nè. Thử chết con mẹ mày rồi, ra đây ra đây. Ui nó không dám xa. À dựa vào keo khá lắm. Được em ơi, ui dựa vào keo khá lắm ê. Nào ui cái gì đây. Ê anh đừng, còn tí máu, hai máu đấy. Ê này, hôm nay tớ test ska thôi nhá, chứ tớ cầm tiểu liên vậy thôi rồi nhá, đừng có để tớ phải cầm MP10 đúng không. Ui ôi yeah, vỡ đâu. Tuyệt vời. Thằng cuối anh em ơi. Wow thế là sắp tới một ska. Ê còn một thằng cuối này. Ui căng thẳng vãi, run vãi, sợ vãi, hôi tay chảy hết cả một hôi tay rồi. Vãi cả game luôn anh em ạ, vãi cả game. Đâu, thằng cuối. À có phải chỗ thính kia không nhở, tớ nghi vãi luôn. À thế rồi, rồi. Này, làm sao, ê, cho bố mày xin cái địa chỉ. À cạo đầu bây giờ chứ. À tưởng là núp sau tảng đá mà ngon à, cạo đầu bây giờ. Ra đây em ơi. À thế à. Nào, ôi thế à. Woo, yeah, woo, baby, booyah anh em ơi. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo nha.